Ở trong câu 1C thì đề bài bắt chúng ta giải cái hệ vi trình mà nhận D là làm ma trận hệ số mở rộng theo cái phương pháp Cramer. Thì theo câu 1B thì chúng ta có được hệ vi trình này có nghiệm duy nhất khi mà K nó khác trừ 31/17. Khi đó thì chúng ta có hệ số ma trận hệ số mở rộng của hệ vi trình lúc này là ma trận D. Nó có dạng như trên, và ma trận hệ số A thì nó là ma trận mà có nó là ma trận mà gồm có ba cái cột đầu tiên của ma trận D. Ở đây thì chúng ta đi xét các định thức, và các định thức nó sẽ tương với các cái biến x1, x2, x3. Đầu tiên là chúng ta đi xét cái định thức của ma trận A. Thì chúng ta thấy là định thức của ma trận hệ số mở rộng thì lúc này nó bằng trừ đi 17k trừ 31. Thì theo kết quả của B thì hệ vi trình là nghiệm duy nhất khi mà K khác trừ 31/17, cho nên là cái định thức của ma trận A này nó khác không. Do đó chúng ta tính được cái Dx1 bằng cái cách là chúng ta thay cái cột hệ số tự do vào cái cột thứ nhất của ma trận A. Và chúng ta lấy định thức thì chúng ta sẽ thu được Dx1 nó chính là bằng K cộng 4. Tương tự thì chúng ta có thể tính được cái Dx2 và Dx3 bằng cách là chúng ta Dx2 thì chúng ta thay cái cột hệ số tự do vào cái cột thứ hai của ma trận A và lấy định thức, thì chúng ta sẽ thu được Dx2 nó sẽ bằng trừ 10k cộng với 4 trừ 40. Còn Dx3 thì chúng ta thay cái cột hệ số tự do của hệ vi trình vào cái cột thứ ba của ma trận A thì chúng ta sẽ thu được kết quả nó là trừ 37. Sau đó thì chúng ta sẽ tính được các cái giá trị x1. Các cái giá trị của nghiệm x1 thì nó sẽ bằng là dx1 mà trên định thức của a det a thì nó bằng trừ k cộng 4 chia cho 17k cộng 31. Thế còn x2 thì nó bằng dx2 mà chia cho định thức của a thì nó bằng 10k cộng 40 mà chia cho 17k cộng 31. X3 thì nó bằng là 37 chia cho 17k cộng với cả 31. Và cuối cùng thì chúng ta có thể kết luận được cái nghiệm của hệ vi trình lúc này nó là cái bộ số x1, x2, x3 mà đã tính được ở trên.